có cái vấn đề gì nữa, như các bạn có câu hỏi của chúng thì muốn công khai tên thật của mình, chiếc lộ và người quý mặt của ở đây và chúng ta càng sẽ tới màu xinh đẹp nghe nhé. Còn là từ Sài Gòn ra ngày cửa ngang còn ngày 10 tháng 2 năm 1961 ông được chuyển về đối với trên sân bay Hà Nội. Nghe tên là Lê Đại Cương Nha, thuộc cái đội yeah.
Bye.